Aqua Cosona. I know a place, tôi biết một cái nơi. Mà roses grow in abundance. Hoa hồng grow mọc lên, được trồng lên in abundance, tràn lan ra, đầy ra. Tôi biết một cái nơi mà nơi đó hoa hồng mọc tràn lan. A place, một nơi chốn. Đấy, tức là hoa hồng mọc ở đâu đây? Mọc tràn lan ở đâu? Ở cái nơi đó. Ở cái nơi đó. Okay. Đấy, ở tại cái nơi đó thì at which chẳng hạn. At which mà là nơi chốn. Cho nên ta phải dùng chữ gì vào đây các em? Đại từ gì nào? Đại từ quan hệ. Cho gì vào đây các em? Ở nơi chốn, ở place, vậy ta nên dùng chữ gì đây? Where. Where roses grow in abundance. Hoặc câu số 6. Is the nurse? Đó là cô y tá, là người mà told me to come in, bảo tôi đi vào đấy. Đó là cô y tá, là người mà bảo tôi vào trong đấy. Vậy trước tiên đến the nurse là cô y tá, là người, không phải là vật. Mà động từ told đằng sau là chủ từ, told me đã bảo tôi. Vậy told là động từ đằng sau rồi, vậy cần một chủ từ đằng trước. Vậy là người như thế là cô y tá, cho nên ta phải dùng người làm chủ từ đằng sau. Vậy trước tiên ta cho gì vào đầu? Chữ gì vào đây? Là chữ who vào đây. Đúng. Nhưng mà ở đằng trước chữ đó, trước chữ the nurse là có chữ it is. Vậy ta nhớ là it is thì phải ta phải dùng chữ gì nào? Chữ that. Vậy ta xóa chữ who đi, ta thêm chữ that vào. Và câu chính thức phải là gì? It's the nurse that told me to come in. Sáu thí dụ như thế, các em nắm được không nào? Đây, hiểu chưa? Và từ từ xem lại cẩn thận nghe không các em? Phải nhớ thầy nhắc lại là gì? Dùng để thay thế từ từ đi đằng trước nó, đó là đại từ quan hệ. Đó là các em. Rồi các cái cấu trúc ở sau dùng that như nào, các em nhớ nhé. Ta qua tiếp tục bài tập kế tiếp. Bài tập với câu số 7, câu thế đấu tiếp ở rồi các em. Thầy các em cùng đi làm, rồi thầy bên các em cùng làm coi. The teacher, thầy giáo mà with người với người đó, we study last year. Thầy giáo mà là người, với cái người mà chúng tôi đã học năm ngoái, nghĩa là thầy giáo mà chúng tôi đã học với thầy đó năm ngoái, thì no longer teaches in our school, không còn dạy trong trường chúng tôi nữa. Đấy, thấy không nào? Thầy giáo thì chưa, mà with gì đây? Với người đấy, we study, chúng tôi học, và chúng tôi học với người đó. Với ai đây? Với thầy giáo. Mà thầy giáo tức là người đó. Vậy sau đó ta phải dùng chữ gì nào? Với ai đấy? With gì nào? With whom? Với thầy giáo đó, we study. Mà with whom như vậy ta có thể thay chữ that được không? Không được. Bởi vì làm sao? Trước đó là chữ with là giới từ, cho nên không được dùng chữ that vào đấy, mà ta chỉ được dùng chữ whom thôi. Về câu chính thức là gì? The teacher with whom we study last year no longer teaches in our school. Hoặc câu số 8 kèm. Đây, they show me to the hospital. Họ xin lỗi chứ, they show me, họ đã chỉ cho tôi, theo chữ y giải vô. They show me to the hospital. Họ đã chỉ cho tôi tới gì? The hospital, cái bệnh viện, tới bệnh viện. Mà building, những tòa nhà của chúng thì had been destroyed, đã bị tàn phá bởi by US bombing, bởi bom Mỹ. Vì họ đã chỉ cho tôi cái bệnh viện, kèm với chữ 8, thêm chữ y dài dùng thầy, chữ y dùng thầy nhé. They show me to the hospital. Mà những tòa nhà của chúng. Vậy cái building là những cái danh từ là tòa nhà đó. Của ai đây? Của cái bệnh viện đấy. Như vậy đằng sau danh từ. Như vậy đằng trước của bệnh viện là vật. Bệnh vật thì của một vật chẳng hạn, ta dùng chữ gì vào đây? Chữ whose. Whose building, tòa nhà của nó. Hoặc có thể là gì? Là of which building. Building, à, building of which cũng được. Và cho chữ who vào đây cũng được. Okay. They show me to the hospital whose building, tòa nhà của chúng, had been destroyed by US bombing. Đã bị tàn phá bởi bom Mỹ. Hoặc câu số 9 kìa. We saw many soldiers and tanks were moving to the front. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người lính và những xe tăng were moving, đã đang di chuyển tới tiền tuyến. Moving to the front. Di chuyển tới tiền tuyến. Ra tiền tuyến. Tôi đã trông thấy nhiều người lính cùng với xe tăng đang di chuyển ra tiền tuyến. Were moving to the front. Vậy nhìn thấy lính là một này, các anh bộ đội này, và xe tăng là hai. Vậy là người và vật.
là những cái mà đang ra từ tuyến. Vậy là đây là gì nào? Vậy là gì? Hỗn hợp, tiền ngữ hỗn hợp người và vật. Vậy đằng sau ta phải dùng chữ gì đó kem? Chắc chắn phải dùng chữ đạt. Vậy kem viền vua chữ đạt. Đạt vua mưu vinh chủ được Phật. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người lính và xe tăng là những người, những cái đó mà đang di chuyển ra tiền tuyến. Vua mưu vinh chủ được Phật. Hoặc câu số 10, kem viền vua. We have just met the young scientist. Chúng tôi vừa mới gặp gỡ the young scientist. Young là trẻ, scientist là gì? Nhà khoa học. Chúng tôi vừa mới gặp một nhà khoa học trẻ tuổi. Mà với người đó, the committee, ủy ban, will be the first prize. Sẽ trao tặng phần thưởng nhất tu cho người đó. Vậy là chúng tôi vừa mới gặp người nhà khoa học trẻ tuổi mà ủy ban sẽ trao tặng phần thưởng hạng nhất cho người đó. Vì tu lúc này là gì các em? Cho ai đây? Cho ai đây? Cho cái người scientist, người nhà khoa học trẻ tuổi đấy. Mà trao, ủy ban là chủ từ này. Cha sẽ trao là động từ. Trao cái món quà đó cho ai? Thì cái đó cho ai đó là tục từ. Như vậy, nhà khoa học trẻ tuổi là người. Vậy cho chữ gì nào? To whom? Cho ở đây. To whom? Câu số 10. Yeah. We have just met the young scientist to whom the committee will be the first prize. Đó là câu số 10 các em nhé. Và làm cẩn thận từng cái một thì các em sẽ nắm được vững vàng từng cái một nhé. Ta bắt đầu phần kế tiếp.